em thích con trai chững chạc, với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con thì ngoan. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau cho đối phương mình cùng nghe nha. Dạ, đầu tiên thì chào anh Huyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường và bạn nữ cùng chơi. Thì em là Đặng Hoàng Phong, năm nay em 26 tuổi. À, em là bên mảng thu mua. Thu mua. Rồi, nhân thu mua cái gì? Cái gì mua được và công ty cần, người ta bán, em mua. Đúng. Thậm chí người ta không bán, em cũng mua được. Lành quá. Em giới thiệu đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là Tạ Thị Bích Ngọc, năm nay em 25 tuổi. Em là nhân viên bất động sản. Thì cũng giống như vậy thôi, bạn kia làm mọi giá để người ta mua bán qua lại với nhau. Bạn làm mọi giá để mua cho nó giá nó rẻ, bán ra giá mắc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mình quê ở đâu bạn? Em thì em quê ở miền Tây, tỉnh Tiền Giang, ở huyện Chợ Gạo. Nghe nó Chợ Gạo nhưng dưới toàn là trồng ớt không à? Thực ra là nó có những cái vùng, có vùng thì chuyên trồng ớt, có vùng thì chuyên trồng gạo, và có vùng chuyên trồng thanh long. Ủa, gạo có trồng được hả? Trồng lúa sai ra gạo, gói tắt là trồng gạo để nó liên với cái chợ gạo anh. Lành thì ghê luôn. Lành lắm, làm cái gì mà lành vậy gì? Làm sao có người yêu được bạn? Thực ra em cũng không hiểu tại sao em không có người yêu, có thể là do em lanh quá chăng, hay là do mọi người đã nghĩ em có người yêu rồi cho nên là cũng có thể nghĩ là có người yêu rồi không ai dạ gọi là dám đúng không? Em có thích người đàn ông nói nhiều không? Không thích lắm. Không thích lắm. Tại vì em cũng nói nhiều rồi. Nhiều khi công việc người ta bắt buộc phải nói thì mình chỉ nói công việc thôi. Còn nếu mà bình thường mà mình nói nhiều quá, em nghe nhiều em mệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì 2 ạ. Mối tình đầu thì hồi đó em còn trẻ con. Mối tình sau thì do em nóng tính, độc đoán quá. Là sao ví dụ? Em hay thích điều khiển bạn trai á. Bạn trai bên kia nghe cái điều khiển bạn trai thì em cảm nghĩ như thế nào? Dùng từ điều khiển thì em nghĩ là nó đã hơi độc đoán rồi. Ví dụ như có thể là hay hướng dẫn hoặc là hay chỉ bảo hoặc là hay gì đó thì được. Chứ còn hay điều khiển thì em thấy là... Chỉ bảo còn... Chỉ bảo mà được hả? Không, ý là khuyên rồi hướng dẫn cái gì đó mà không biết, ví dụ như vậy. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cơ bản thì là không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không anh. Tại em cũng nóng tính rồi. Tại em thích con trai chững chạc với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con thì ngoan. Cái này chị nói nghiêm túc nha. Chị cũng đã từng giống như em vậy cho nên đến giờ chị vẫn ở một mình. Mình tự tin cho bản thân mình quá. Nhưng mà đàn ông là dù mình có cỡ nào cũng phải núp bóng dưới bóng đàn ông. Thì chị khuyên em vậy, chị cũng chưa chắc làm được. Vậy bởi vì em còn nhiều cái cơ hội, cái tương lai. Như chị thì là ế rồi. Họ chỉ thích thôi, tới họ quen chơi thôi mà để lấy làm vợ họ lại không dám. Đó là chị một lời khuyên chân thành. Ủa nhưng mà sao nặng gì đâu có đâu, anh thấy cũng bình thường mà Tường. Cái từ ngoan này nó không phải là bao gồm là phải nói cái gì phải nghe cái đó. Tức là ngoan trong ngoặc kép đó. Chứ không đến nỗi là phải như con mình phải ngoan dạy cái gì bảo cái đó, không phải. Biết làm việc nhà. Biết không? Thì việc nhà thì nó đơn giản quá, ai cũng biết. Chẳng qua là làm hay không thôi. Quan trọng là cái đó. Chẳng qua là không thích làm thôi. Chính xác. Rồi gì nữa bạn? Trong cuộc cãi vã thì phải nhường em. Còn nếu mà sau đó thì có thể nói lại thì em có thể nghe. Chuyện như em chưa giới thiệu quê em ở đâu? Em thì gốc ở Thái Bình, nhà em chuyển hết ở đây rồi. Bạn trai mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn gái mình là người như thế nào không bạn? Em thích cái vẻ đẹp mà nó truyền thống một tí. Tin quá, em không thích cái dạng đó lắm. Cái nó truyền thống, nó đậm thấm, nó dịu dàng một tí thì nó hay hơn. Em thích cái mẫu như vậy. Ngoài cái việc mà không thích hút thuốc ra thì bạn còn không thích điều gì ở người bạn trai mình? Trai gia trưởng. Có gia trưởng không? Thì em không có gia trưởng đâu. Chứ cũng thích điều khiển chút đúng không? Tại em thấy bạn nam bên đó không nói về cái vấn đề làm việc nhà mà có vẻ có nghe có vẻ nhát, lười á. Công việc mà bạn ấy hay làm á thì bạn sẽ nói khác. Cái này có vẻ như là bình thường bạn không làm việc nhà. Điều gì nữa? Rộng lượng một chút. Tại vì em thì hay đi chơi bạn bè. Em cũng hay uống rượu. Uống bia. Hả? Uống được nhiều ít? Rượu 5 chai. 5 chai là dữ rồi đó. Tôi uống 3 chai là tôi xỉn quắc rồi. Đừng có kiểm soát em mấy cái đó. Em đòi kiểm soát người ta mà em không cho người ta kiểm soát em. Thì vậy mới khó đó chị. Trời ơi. Rồi lấy nhau về chồng ở nhà làm việc nhà, vợ đi nhậu hả? Đúng rồi. Đúng rồi nữa. Cũng nặng à. Nghe chưa, nãy giờ nghe không? Sợ không? Sợ ngại thôi chứ sợ thì bạn này không sợ đâu, bạn này bản lĩnh lắm á. Biết nhậu không? Em nhậu kém lắm. Mấy chai? 2 chai. Rồi xong thì thôi ở nhà làm việc nhà đi nha. Thôi người ta đi nhậu đừng có kiểm soát nha. Mày không làm việc nhà. Có ghen không? Nó tùy theo tình huống thôi. Mỗi tuần cho vợ đi nhậu với bạn bè ở ngoài một đêm chịu không? Một đêm. Không, xỉn thế, về nhà ngủ nhậu tới 11, 12 giờ về. Thì nói chung mà em biết nhậu với ai và nhậu như thế nào thì không vấn đề gì cả. Bây giờ ví dụ nè, bạn gái hẹn với mình nhưng mà đụng cái công việc đột xuất có hẹn với khách hàng nên bỏ bạn đi gặp khách hàng nam. Không vấn đề gì cả. Đùng cái bạn đi chạy dọc đường bạn thấy hai người đang chở nhau,
còn đi đâu thì không biết, bằng công lượng công việc hay là gì không biết, thì bạn xử trí trường hợp nó như thế nào? Nếu em có thời gian em sẽ đi theo. Mà đi công việc đi theo làm chi? Chắc gì đi công việc chị, không phải là không tin tưởng, nhưng mà ví dụ như có thời gian thì mình cũng rảnh, làm đâu làm gì đâu mình đi theo, còn mình có việc thì mình đi coi cái việc của mình. Lành quá. Bạn đi với ai? Người em họ của em, chơi chung từ hồi ở trường tắm mưa tới bây giờ luôn đó. Trời. Sao anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ? Ban đầu vừa gặp chị Ngọc em nghĩ là anh Phong sẽ thích, nhưng mà sau đó có thời gian thì em nghĩ sẽ có xung đột nhỏ. Lý do? Theo nãy giờ em quan sát và theo cảm nhận của riêng em á, thì em thấy là chị Ngọc ở đây khá là kỹ tính. Còn anh Phong em nghĩ cũng là người kỹ tính. Kỹ tính không phải là theo tính gia chủ, mà anh có chủ kiến của riêng mình. Anh mà đã quyết định rồi á, thì hơi bị khó thay đổi. Nhưng mà bù lại một chuyện là anh của em rất là hòa đồng và nói chuyện như chị thấy nãy giờ là rất là tự tin. Và đặc biệt là anh rất là hài hước và vui vẻ. Đây là điều em bảo đảm ạ. Thế hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với bạn bạn thân từ cấp 3. Dạ em chào chị Quyền Linh, chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào chị. Theo như kinh nghiệm mà em chơi với Ngọc từ gần 10 năm nay á, tính của bạn nam có vẻ như là không có có sự thích hợp mà hoàn toàn đối với Ngọc á, vì Ngọc thật sự là tính hơi trẻ con. Đôi khi không phải là trong cái cuộc cãi vã Ngọc muốn thắng hay là thua, mà lúc đó Ngọc chỉ cần một người nhường mình thôi. Hồi nãy Ngọc có bàn đến vấn đề mà uống bia uống rượu á, thì em nghĩ là thứ nhất là do mối quan hệ bạn bè rộng, thứ hai là do cái công việc tính chất của bạn nữa. Ngọc nói Ngọc uống như vậy nhưng mà Ngọc luôn biết giới hạn của mình, thì những cái người bạn trai trước á, thường là không có sự thông cảm á. Các bạn nam bên đây cần phải có sự thông cảm hoàn toàn. Có cái tình huống mà hai người đi như vậy mà bạn đó, bạn nam này đi theo á, theo tính Ngọc mà Ngọc biết đi theo như vậy, Ngọc rất là giận. Hai bạn có vẻ như cũng cá tính quá mạnh. Em sợ là trong trong những cái cuộc cãi vã mà hai cá tính mạnh gặp phải nhau á, thì nó va vào nhau và nó văng luôn. Vâng, cảm ơn em. Đúng là bạn thân. Bạn thân quá ha. Một nói, bài phân tích đầy đủ. Cho em nói một vấn đề nhỏ. Từ nãy đến giờ em bức xúc em không nói được. Em bức xúc. Là ví dụ như trong cuộc cãi vã mà em cảm thấy cái tình huống đó mà là không đi đến đâu, em chắc chắn sẽ là người nhường trước. Thường nói rằng là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng trong lý thuyết thì nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Biết đâu với ánh mắt nhìn của hai bạn thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Hai người này là cá tính quá giống nhau, cho nên chứ không phải là không giống đâu, không phải trái ngược. Chào bạn, rất là xinh. Rất xinh. Càng hiểu nhau sau này thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Rất dễ thương. Và bây giờ sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Các bạn sẽ có thời gian để nhìn thẳng vào mắt nhau, để tìm hiểu về nhau trong 2 phút. Bắt đầu. Đầu tiên anh cũng món quà tặng cho em. Rồi em cảm ơn anh. Sau khi gặp anh thì em có cảm thấy khác với những gì mà em đã nghe anh nói không? Cũng hơi khác chứ, nhìn mặt anh hiền. Thực ra thì anh cũng bình thường cũng ít nói lắm, chứ không có nói nhiều như vậy đâu. Lâu lâu thì nó điên lên nó mới nhiều thôi. Cái quan điểm của em về cái việc mà hôn nhân của hai người thì như thế nào? Hai người đương nhiên là phải chung thủy rồi. Bên lại phải có sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Bên ngoài thì nhiều khi em thể hiện nó mạnh mẽ với lại có thể là hơi dữ dằn nhé. Nhưng mà thực ra thì em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết. Có thể gọi là hiền ấy. Anh có phải là người quá sạch sẽ không? Thôi, cũng bừa bộn lắm. Nên bừa bộn có được. Được, hai người bừa bộn nhưng bừa bộn mức độ thôi. Còn quá nếu thì, em quá bộn, thì hai vợ chồng đều bừa bộn hết thì nó hơi căng. Thì chắc chắn là phải dọn rồi, chứ không thì hai vợ chồng đều xả hết thì ai dọn bây giờ? Thì nếu mà lấy xong thì sẽ ở đâu ạ? Anh nghĩ là ở Sài Gòn. Nhưng mà trước mắt thì vẫn ở trọ đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Bây giờ nhà bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như bạn nữ đặt ra vấn đề ở rể đó, em thấy được không? Thì ở nhà vợ thì có vấn đề gì đâu, hai vợ chồng thì ở nhà vợ có vấn đề gì đâu. Ở rể cũng bình thường mà, anh cũng ở rể mà có gì đâu. Dạ đúng rồi. Ở rể mình phụ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi giặt giũ rồi tắm rửa con cái rồi mua đi chợ búa, bình thường anh làm hoài gì đâu. Em nghe có vẻ giống như là cái nghề nghiệp luôn rồi. Ừ, anh thuộc nghiệp anh rồi. Nghề ở rể. Vấn đề chứ. Hết thời gian các bạn. Dạ rồi. Phải quyết định đúng đắn. Hẹn. Đặt ta ra sau nút đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hai cùng không bấm. Xin mời bạn. Tại sao bạn nam lại không bấm? Em nghĩ là cái phù hợp về tính tình là nó quan trọng nhất. Em nghĩ là có thể là
khi gặp nhau bạn nữ đây đẹp dễ thương, có thể làm say nắng giai đoạn ban đầu thôi. Còn bạn nữ tại sao em lại không đồng ý? Anh có vẻ khó điều khiển. Đúng rồi. Cá tính mạnh quá. Chúng ta đã có quyết định rất là đúng đắn, nói gì thì nói. Cái điều hết sức là quan trọng, chúng ta đây không phải là chỗ để hẹn hò thử hay là chơi, mà chúng ta đi đến những cái điều xa hơn nữa. Khi bấm nút các bạn suy nghĩ như vậy thì tôi rất là hoan nghênh điều đó. Dù sao nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, càng sớm càng tốt. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các bạn.